mình tự mình ngộ được cái tối thượng thừa. Ngộ tối thượng thừa là ngộ cái gì? Tức là ngộ được cái bản tánh của mình. Khi ngộ được bản tánh của mình rồi thì không trụ bên này mà cũng không trụ bên kia. Từ bên này nó thàn hư thì trụ bên này là bên nào? Bên mơ hay là cái gì? Tức là lẫn tưởng. Thàn hư thì nó trụ lẫn tưởng, chấp nhận lẫn tưởng, gọi là trụ bên này. Còn mình biết rõ lẫn tưởng không thiệt, cho nên mình không khoa nó, thì đó gọi là đến bên kia. Mà bên kia cũng không có trụ trụ nữa. Thầy thầm, tự nhiên lại chỉ không theo vọng tưởng thì gọi là đến bờ kia. Mà bờ kia cũng không có trụ, tự nhiên lại cho nên nó hay lìa bay và kia. Bờ bên này và bờ bên kia. Đọc tiếp. Ở đây có một đoạn hẳn lượt đất. Thì quý vị già qua theo giải thích thì sẽ thấy để bổ túc. Cái đoạn này nó khó, nhưng mà còn khó khăn, phải không? Thì vì đây là chỉ thẳng cái bản tánh để cho mình tỉnh ngộ. Nếu thấy bờ kia nó khác với bờ này, thì cái người này, thì tâm người này đã không có thiền định. Nếu người nào mà thấy bờ kia khác với bờ này thì tâm người đó không có thiền định rồi. Thiền não gọi là chứng tâm, ngộ giải gọi là bồ đề, cũng không phải ngộ, không phải khác, chỉ cách nó ở cái chỗ mê và ngộ mà thôi. Thiền não gọi là chứng tâm, ngộ giải thì gọi là bồ đề. Thì như vậy thiền não và ngộ giải hai cái đó không phải một, không phải khác, mà chỉ có cách nhau ở chỗ mê nó ngộ mà thôi. Nhưng hãy mê cái gì, ngộ cái gì chứ? Khi mê thì có thế gian có thể ra, khi ngộ thì không thế gian có thể ra. Tại sao vậy? Mê thì có thế gian có thể ra, mà ngộ thì không có thế gian có thể ra. Thì cái điều này quý vị thấy có trái với cái hiểu hiện tại hay không? Chỉ vậy những người phàm phu họ có nghĩ cái gì ra cả thế gian không? Càng nghĩ thì có nghĩ ra cả thế gian không? Thì như vậy nghĩ thì đối phàm phu cái ngộ rồi chứ, phải không? Ngộ rồi mới có cái nguyện ra thế gian. Còn bố mơ thì cứ nằm ở trong thế gian, đâu có nghĩ gì ra thế gian. Nhưng mà ở đây tại sao nói rằng ngộ mơ á, khi mơ thì có thế gian có thể ra, còn ngộ thì không thế gian có thể ra. Thì như lại để chứng tỏ nhị thừa, khi nói ngộ mà ở trong còn mê. Ở đây là nhấn thẳng là nhị thừa. Nhị thừa khi nói ngộ mà vẫn còn mê. Mê cái gì? Bởi vì nhị thừa không thấy được cái bản tánh. Bởi không thấy được bản tánh cho nên tưởng lầm rằng ngoài cái thân tử có nước bạc, ngoài thế gian có cái chức thế gian. Như vậy cho nên còn ngoài cái này có cái kia. Còn nếu mà ngộ được bản tánh rồi thì thấy thế gian chỉ là do mê mà hiện, phải không? Mà đã ra mơ mà hiện thì nó hết mơ rồi, còn cái gì nữa rồi? Thế gian đâu còn nữa mà ra hết, phải không? Nghĩa là mình đã biết rằng cảnh và người ở trong mộng là do mơ mộng mà hiện. Thì biết như vậy rồi còn nó nghĩ gì ra khỏi cái cảnh mộng không? Có nghĩ ra khỏi cảnh mộng không? Nếu người còn nghĩ ra khỏi cái cảnh mộng thì tất nhiên cũng còn mơ ở trong mộng rồi, phải không? Còn nếu là thân tình tỉnh giác thì biết cái cảnh mạo và người trong mạng đó không có cái gì đáng ra hết á, chỉ một phần thiết tình ta hết à, phải không? Như vậy cho nên ở đây ngộ thì không có thế gian để ra là vậy. Những người thế gian mình đã biết cái nguyên đó mà thế gian vô phong nè, thế giới nè đều là từ gian là vô cái bản giác mà có, phải không? Bây giờ trả lời bản giác thì hai cái đó nó còn gì nữa mà
phải nói chuyện hoa, nói chuyện hoa tức là cũng còn nằm ở trong cái thế gian là ra ngoài thế gian, thì như vậy cũng còn chưa nở được bản giác. Những cái này thì thực là giả sử dịch vào những gì đọc cũng khó hiểu, thực là khó hiểu, bởi vì chúng ta phải nhận cho ra được bản tánh nó hiểu được những câu này, còn nếu không nhận được bản tánh thì đọc những cái này cảm thấy nó khó khăn lạ. Thì như vậy để viết rõ rằng thế gian thì thức thế gian hai pháp đó nó về là bình đẳng, bình cái tâm với pháp bình đẳng, không thấy phàm phu khác của thánh nhân. Tâm với pháp bình đẳng là không có thấy phàm phu khác của thánh nhân. Tại sao vậy? Vì nếu mình thấy được cái bản tánh của mình thì phàm phu cũng có bản tánh ấy, mà thánh nhân cũng có bản tánh ấy, có khác gì nhau đâu, phải không? Phải hiểu mình thấy khác là tại mình thấy cái mơ là cái ngộ, chứ còn thấy thẳng là bản tánh thì nào có khác. Chính nói cái pháp bình đẳng ấy phàm phu không thể vào, thánh nhân không thể hành. Cái pháp bình đẳng đó chỉ là đại bồ tát cùng với chư phật như lai mới hành vậy, hành vậy. Thánh nhân nữa đây là chỉ hàng thanh văn. Nếu thấy sanh khác với tử, bạn khác với tịnh đều gọi là bất bình đẳng. Nếu người nào thấy sanh khác với tử, thấy bạn khác với tịnh, đó là người thấy chưa có bình đẳng. Thì bây giờ nhớ lại chúng ta thấy bình đẳng hay chưa? Mình đều là sống với cái bất bình đẳng thôi, cho nên sanh tử hai đường. Chẳng thấy phiền não pháp với niết bàn ấy gọi là bình đẳng, vì có sao phiền não cùng với niết bàn đồng ngọt tánh không. Phiền não với niết bàn đồng ngọt tánh không, như vậy làm sao? Phiền não là không bằng rồi, niết bàn cũng không hay sao? Niết bàn phải không? Không, cái chỗ này đó là cái chỗ hơi e dè ha. Nếu nó thường nói không thì mình chấp nhận dễ hơn khó, mà nói biết làm không thì sao? Chứ không ai dám chấp nhận được đó. Nhưng sự thật thường não niết bàn cả hai đều không, quả biết như vậy. Không là cái danh từ niết bàn đối danh từ thiền não, phải không? Đối thiền não và lập niết bàn, chứ còn nói hết thiền não rồi thì danh từ niết bàn đang còn dùng nữa. Như vậy cho nên phóng với cái thể ấy thì không còn có tên nha. Như vậy mà liên văn tử tướng, liên văn ngôn tướng, liên ngôn tử tướng, liên danh tử tướng là vậy. Cái chỗ đó nó không có cái tên, nhưng vì chúng sanh mê lầm thì gọi là phiền não, bồ tát hết mê lầm thì gọi là bồ đề hay là niết bàn. Như vậy thì khi hết phiền não rồi thì cái tên bồ đề niết bàn cũng là hết luôn. Vì vậy cho nên cả hai đều không. Bởi do tiểu thừa, người tiểu thừa vọng đoạn phiền não, vọng nhập niết bàn, là bị niết bàn nó làm cho mình mắc kẹt, làm cho mắc kẹt. Vọng đoạn phiền não, vọng đoạn niết bàn, cho nên bị niết bàn nó làm mắc kẹt. Bồ tát biết tấm phiền não không, tức chẳng lìa cái không, cho nên thường ở trong niết bàn. Thì như vậy quý vị nó thấy cái chỗ mà nhị thừa mắc kẹt ở trong niết bàn hay không? Bởi vì nhị thừa thấy sanh tử là đau khổ, niết bàn là an tịnh, cho nên đoạn hết nhân sanh tử để vào niết bàn. Thì như vậy thấy nhân sanh tử là cái nhân đau khổ, mà vào niết bàn là an tịnh, cho nên cố gắng đoạn nhân sanh tử để an trụ niết bàn. Mà đã biết cái chỗ an trụ niết bàn là chỗ lạc, thì tấn khổ cậu lạc thì được lạc, cái gì mất kẹt cái đó đâu cần muốn đi đâu nữa.
phải không? Như vậy cho nên bị niết bàn nó làm cho mắc kẹt. Còn Bồ Tát thì các ngài thấy sanh tử phiền não nó là không, thì như vậy biết cái phiền não tánh là không thì tức chẳng lìa cái tánh không đó mà thường ở trong niết bàn. Thì như vậy đối các ngài niết bàn không làm mắc kẹt. Như hôm qua hôm kia tôi nói, chính ngay trong cái sanh tử mà mình thấy vô sanh, mà mình nhớ ngay trong sanh tử mà thấy vô sanh rồi thì chính trong sanh tử này là niết bàn cái gì, phải không? Như vậy mà Bồ Tát đi như hoa trong nhân gian không có cầu nhập niết bàn, còn thanh năng thì kiếm cái chỗ thanh tịnh để nhập niết bàn, thì hai cái quan điểm khác nhau ở chỗ đó. Mà nói chuyện cái chỗ an tịnh niết bàn đó thì cũng như mất đẹp niết bàn đó. Còn mà đi như hoa trong nhân gian mà thường ở niết bàn thì như vậy niết bàn đó không mất đẹp. Tại sao giống như trong nhân gian là người thấy tất cả cái chuyện não là không, không thiệt. Mà không thể thì tất nhiên sanh là vô sanh, mà vô sanh tức là niết bàn. Thì như vậy ở đâu không phải niết bàn, cần gì phải tự một chỗ. Do đó mà các ngài không nhập niết bàn hằng lợi cho chúng sanh, mà không cầu nhập niết bàn ở chỗ đó. Bây giờ mới định nghĩa niết bàn là gì? Chữ niết là bất sanh, chữ bàn là bất tử. Niết thì đúng ra thôi cỡ pháp định nghĩa chữ niết là vô, chữ bàn là sanh, là vô sanh. Nhưng ở đây nói niết là bất sanh, bàn là bất tử. Trước ly cái sanh tử thì gọi đó là niết bàn. Thì như vậy nếu Bồ Tát thấy ngay trong cái sanh tử mà nó là vô sanh thì tất nhiên niết bàn là cái gì, phải không? Còn hàng nhị thiền là nhập ở tịch tịnh mới gọi là vô sanh. Vì vậy cho nên nhà bị niết bàn nó câu thúc, các nhà bị niết bàn câu thúc. Còn ở đây ngay tâm sanh tử biết là vô tâm thì niết bàn mà không bị câu thúc. Tâm không có đi lại tức là vào niết bàn. Thế mới biết niết bàn tức là cái tâm không. Niết bàn tức là không tâm dưới cái gì đó. Niết bàn là cái tâm không tâm không dưới. Vì tăng giới lên giới động là sanh tử, là nhân sinh tử. Mà tăng không giới động tức là niết bàn. Bây giờ giả sử chúng ta đi đứng hoạt động hàng ngày mà tăng không không giới động thì như vậy chúng ta hàng ở niết bàn đó. Như vậy hàng ở niết bàn mà làm lợi cho chúng sanh thì hoặc chẳng vui hơn là để nhập niết bàn là rồi có mình yên tĩnh, phải không? Cho nên cái chỗ này tôi giảng tập tư ý vị thế các bệnh của nhị thừa và cái cao siêu của Bồ Tát. Bởi vì nhị thừa thấy động và tịnh còn là hai, phải không? Động là cái nhân sinh tử, tịnh là cái nhân niết bàn. Cho nên bỏ động để cầu tịnh. Bỏ động để cầu tịnh thì khi mà bỏ hết động được vào tịnh rồi thì ai gian giả mà tới là động, phải không? Tới mình bỏ mà giờ đó cái hết nói lại nữa. Như vậy cho nên mắc kẹt, bị mắc kẹt hẳn ở trong niết bàn. Mà bị mắc kẹt trong niết bàn thì như vậy chỉ là tịnh cho mình mà không có, không có lợi ích của chúng sinh. Đó là vì cái bệnh còn thấy có động là có tịnh, có hai. Mà còn có hai đó tức là chưa thấy được cái chí chính bản thể là do mê bản giác. Vì vậy Bồ Tát thấy được cái bản thể là do mình mê cái tánh giác cho nên hiện ra sơn hà vũ trụ. Như vậy mà ngay trong cái sơn hà vũ trụ là cái giả do mê mà hiện, phải không? Mà nói trong cái giả đó mình biết nó là giả thì tâm mình nó không có động. Mà tâm mình không động thì sống trong cái giả mà cũng hàng ở niết bàn, thì có lẽ gì mình phải trốn cái giả đó. Như vậy cho nên Bồ Tát thì thương tha, ở đâu ngài cũng có, ở đâu ngài cũng sống mà ngài không sợ, là vì ngài biết sống ở trong cái cảnh hư giả. Mà cái hư giả thì đâu có thiệt sanh, đâu có thiệt tử, mà không có sanh thiệt, không có tử thiệt thì đó là vô sanh đó. Cho nên cái niết bàn là các nhà ngay ở trong thân tử chứ không phải rời thân tử. Như vậy mà nói Bồ Tát là mạnh,
mạnh là tại chỗ đó, cái nhận định đó mới làm cho người ta mạnh, còn cái nhận định kia làm cho người ta yếu. Nhưng chúng ta mà cứ cầu tận sợ động thì tất nhiên lâu ngày chúng ta trở thành thu tịch. Ngay trong cái động mà chúng ta tịnh thì đó chúng ta mới thành một người không sợ gì hết. Vì vậy mà nói là ngay trong cái sự mà ngờ đó thì mới là cái kẻ mà có khí lực mạnh. Ngay trong cái cảnh nó ôm nó mà mình thấy được cái vô sanh thì cái vô sanh đó không ai làm sao cho mình phải nhiễm, mà không còn cái gì làm cho mình phải sợ nữa. Đó mới là cái khí lực mạnh. Chư Phật vào niết bàn ấy, tức là cái chỗ không vọng tưởng. Chư Phật vào niết bàn là cái gì? Là cái chỗ không còn vọng tưởng nữa. Bồ Tát mà vào đạo trường ấy, tức là không cái chỗ không có phiền não. Đạo trường cái Bồ Tát là gì? Là chỗ không phiền não chứ gì. Thì ở chỗ nào không phiền não thì đều là đạo trường của các ngài hết. Thì Bồ Tát ở đâu ở giữa, giữa chợ búa cũng là không phiền não, thì chợ búa cũng là đạo trường của Bồ Tát. Vì vậy mà ngài Duy Ma Tạch ở ngoài chỗ thành hỏi từ đâu lại, nói từ đạo trường là phải không? Đó. Như vậy mình hôm nay mình hiểu được cái ý của ngài Duy Ma Tạch, nghĩa là không phiền não tức là đạo tràng. Thì như vậy đó, Bồ Tát đi đâu cũng không phiền não thì chỗ nào không phải là đạo tràng với Bồ Tát. Còn mình về cái chùa mới về cái đạo tràng, chứ chợ là mất đạo tràng rồi, phải không? Đó là vì mình còn lửa, chỗ yên là đạo tràng, chỗ động là không phải đạo tràng. Còn các ngài ở đâu cũng không phiền não, cho nên ở đâu cũng không cũng là đạo tràng. Tức là nơi cái chỗ không phiền não ấy, Bồ Tát vào đạo tràng tức là cái chỗ không phiền não. Còn cái chỗ mà không nhàn á, tức là không tham sân si. Nói thường thường nói chỗ không nhàn là cái chỗ mà lặng lẽ yên ổn. Chỗ nào chỗ nào? Là cái chỗ không tham sân si. Tham là dục giới, sân là sắc giới, khi là vô sắc giới. Nếu một niệm tăng sân tức là vào tam giới, một niệm tăng diệt tức là ra khỏi tam giới. Thì bây giờ chúng ta đưa ra đưa vào trong tam giới phải không? Lát thì vào đó. Thì mình bây giờ đưa ở cái trạng thái ra vào chứ chưa có tự hẳn, không có yên ổn mà tự trong tam giới như phòng thu, mà cũng chưa có ra khỏi tam giới cũng như Bồ Tát, mà mình đưa ra và đưa vào. Thế nên biết tam giới là thâm diệt, muôn pháp có thân đều do một tâm. Như vậy cái sự thâm diệt trong tam giới và sự có thân của muôn pháp đều là do tâm mình. Tâm mình thâm thì đó là vào tam giới, tâm mình diệt là ra khỏi tam giới. Thì như vậy có pháp có thân cũng do tâm mà thành. Phà nói giúp ta nói dường như đập ngó đá cho cây, như là đập cái vật vô tình ngó đá cho cây khó, tức là vỡ tan, làm vỡ tan cái vật vô tình, như là ngó, như là đá, như là cho, như là gỗ. Nhớ viết tan là giả danh không có thật thể, tức viết được cái tự tâm tự tịch cũng là không phải có, cũng là không phải không. Cái chỗ mà nó viết tan đó mà dường như là mình đọc vỡ cái vật vô tình, như là nó đá cho tay thông minh, đó là sao? Bởi cái chỗ này là cái chỗ mà đa số chúng ta không nhận ra được cái nhất tâm. Khi nào chúng ta nói nhất tâm á, lúc đó thế nào?
thường bao giờ cái chữ là bật vỡ, hóa vỡ cho ngói đá co cây, tức là vỡ tan như thế đó ra, thì đó là nhất tâm. Ngoài vỡ tan khối ra ra những cái khối vô tình đó thì gọi là nhất tâm. Cái khối đó tức là mình mới vào quả là có tình đó, là vọng tưởng, vọng tình, phải không? Còn nếu mà thấy nhất tâm thì vọng tình nó nâng nó, phải không? Nếu vọng tình mà còn thì đâu gọi là nhất tâm. Nó dưới lên có khối, có hình, có tướng. Nó dưới lên có hình, có tướng, cho nên gọi là có khối. Còn nếu mà có khối nó mới vỡ ra lại thì cái kia lặng lẽ, mà lặng lẽ đó nó là nhất tâm. Thì như vậy đó, nói nhất tâm đó là vỡ tan những cái khối hữu tình, phải không? Mà coi như trở thành vô tình đó. Thì như vậy đó là nhất tâm. Thì quý vị nhớ rõ cái chỗ khi chúng ta vận niệm vướng lên nghĩ thì lúc đó chúng ta thấy mình vướng mình nghĩ, là khi mình vận niệm vướng lên nghĩ nó tan đi thì lúc đó không thấy mình vướng mình nghĩ gì hết, phải không? Dường như là vô tình đó, thì vỡ tan cái những cái khí vận niệm đó, thì dường như mình vô tình, không phải là vô tình. Chính cái đó mới là cái trở về cái đại trí tuệ đó. Cho nên đây nó giải thích biết tâm là giả danh không có thật thể, chỉ tâm đó tức là chỉ cho cái tâm lặng đó, nó là giả danh không thật thể, tức là biết cái tự tịch, cái tâm tự tịch. Mình biết cái tâm vô lặng đó là giả, là vọng không thiệt, thì lúc đó là mình biết được cái tâm lặng lẽ của mình. Cái tâm lặng lẽ đó nó cũng không phải có, cũng không phải không. Vì cái sao phàm phu một bề thanh tâm gọi là có, chỉ thừa một bề diệt tâm gọi là không. Thì phàm phu ấy giới bị khởi nghĩ thì nó là chưa có nghĩ, thì như vậy là có nghĩ gọi là có tâm, còn hàng nghĩ vừa diệt cái tâm vọng đó cho nó thiếu hết thì gọi đó là không tâm. Thì như vậy bên nó có bên nó không cũng đều căn cứ chỗ không và chỗ diệt của tâm mà thôi. Còn bây giờ nếu chúng ta đứng về hạng Bồ Tát, Bồ Tát cùng Phật chưa từng sanh tâm mà cũng chưa từng diệt tâm, gọi là chẳng phải có, chẳng phải không. Chẳng phải có, chẳng phải không tâm, chẳng phải có, chẳng phải không tâm, đây gọi là tinh đạo vậy. Chẳng phải có tức là chẳng phải có như phàm phu, chẳng phải không, chẳng phải không như nhị thừa, vì nhị thừa cứu đò cho nó thành không. Còn ở đây Bồ Tát thì sao? Không có bè mà biết ông chủ không mất. Từ như vậy hằng ở trong cái tâm thanh tịnh ấy, cho nên không có nói, không nói là tâm, không nói là diệt. Vì vậy mà nói chưa từng tâm, chưa từng diệt là vậy. Nếu không có đà, không có bóp gì hết, mà chỉ hằng biết mình có ông chủ, cho nên những cái vọng tình không khởi. Đôi như vậy đó mới gọi là trung đạo. Thế nên biết đơn tâm mà học pháp ác là tâm pháp đồ mê. Chẳng đơn tâm mà học pháp ác tâm pháp đồ ngộ. Thì chỉ đơn tâm học pháp, chỉ pháp này giống hồi nãy tôi nói đơn tâm cầu pháp hay là đơn tâm học pháp cũng như vậy. Bởi vì nếu mà đơn tâm mà cầu pháp hay là học pháp, mà pháp đây là chỉ cho học cái tâm thể hay là tìm được cái pháp thân, đang cặp tâm mà học cái pháp thân thì như vậy tức là không bao giờ thấy được pháp thân mà cũng lầm luôn cả tâm mình. Vì vậy cho nên nó tâm pháp đều mê. Còn không đang tâm học pháp thì tâm pháp đều ngộ. Không đang tâm tức là không dính nguyện để mà học thì tự nhiên tâm nó lặng lẽ. Mà tâm lặng lẽ thì như vậy mình thấy được pháp, mà thấy được pháp tức là mình cũng biết được tâm. Như vậy cả hai đều ngộ. Phàm mê đó là mê cái gì? Là mê mê ngộ.
còn nói ngộ đó là ngộ mới mê, hiểu không? Mê đó là mê cái ngộ, mà ngộ đó là ngộ cái mê, nó có gì lạ đâu. Bây giờ mê cái ngộ và ngộ cái mê như thế nào? Những cái chữ này nó đơn giản mà nó không chứa là khó. Mê là mê cái ngộ, mà ngộ là ngộ được cái mê, chứ không có gì khác. Thường thường cứ nói mê ngộ cả nhà nó thống tâm mê hay là cần cầu ngộ. Bây giờ cái cầu ngộ là tới cái ngộ mình cũng không biết nữa, không biết cái ngộ ra sao, cầu ngộ ngộ cái gì. Như vậy phải biết rõ mê là mê cái gì, mà ngộ là ngộ cái gì. Mê là mê cái ngộ, mà ngộ là ngộ cái mê. Thấy chưa? Bây giờ tôi ví dụ trước. Ví dụ như giờ mình có bỏ ở trong cái túi áo mình một cái chiếc vòng giá bán mấy trăm ngàn, rồi mình chạy giặt, chạy giết rồi mất lo chuyện thân tử, mình quên mất mình quên mất cái chiếc dây lòng ở trong túi áo mình. Tức là tới cái chỗ nào đó cũng như giờ tới thả tiếp tiên rồi đó rồi. Mình quên tỉnh lại rồi, mình cũng phải đi ăn chinh ăn ngà rồi chứ, mình thấy như mình không còn chuyện nghĩa gì hết. Thì hồi mình chỉ tặng đi đó, mình đã ý thức rõ là mình lấy cái chiếc cuộc còn nó bỏ trong túi ra hoa để tùy thân, phải không? Thì lúc như vậy là gọi là lúc tỉnh. Rồi cái khi mình chạy đi cái mình quên, mình quên vậy mình mất lo chuyện khác chứ hết gì, cái mình quên đó. Mình quên nó là tới chừng tới chỗ này kia để mà yên ở hết chạy nhớ, mà mình cũng quên lĩnh ra đi. Thì bây giờ đây mình khi mình nói đi thấy hết tiền đi ăn ngoài ăn nhờ của người ta, mình đóng cái chiếc bắp này đó cho mình thực nhớ là mình có chiếc vòng ở trong túi áo, mình thò tay mình lấy ra. Như vậy bây giờ mình tỉnh, mình nhớ là nhớ cái gì? Nhớ cái quên hồi nãy cái gì, phải không? Nhớ là nhớ cái quên hồi nãy cái gì vậy? Còn hồi nãy mình quên là quên cái gì? Quên cái nhớ trong đầu mình để vô đó, phải không? Chứ có quên cái gì lạ đâu, quên cái nhớ trong đầu đó thì giả đó là thế. Rồi bây giờ mình nhớ lại, mình nhớ cái gì quên, có gì có mà mình quên đó. Thì nhớ lại cái mình quên hồi nãy, chứ có gì lạ đó. Thì như vậy cái nhớ và quên là để dụ cái mê và ngộ. Nhớ là ngộ, mà mê là quên. Thì bây giờ mình có cái tấm vé mà mình mất lo chạy theo chuyện nhỏ đã quên cái gì, thì như vậy đã quên, nói rõ đó là mình mê. Mê là mê thế gì? Mê cái tấm vé, tức là quên cái tấm vé. Giờ bây giờ mình thực nhận là mình có cái tấm vé gọi là ngộ. Thì ngộ cái gì? Là ngộ cái tấm vé gì đó, cái đó cái mình mê nó cái gì. Cho nên cái mê là ngộ chỉ chừng ấy nữa chứ gì. Thì bây giờ nếu là dưới vậy nhận ra là mình có cái đó mà lâu nay mình bỏ quên, thì lúc đó cũng tạo ra là mình đi thôi. Nhưng mà tại vì chúng ta cứ tưởng là ngộ là mình giác ngộ cái thành Phật liền mà, cho nên rồi không ai dám tưởng mình ngộ. Trước thiệt ra mình biết mình có cái đó, khi chưa không bao giờ mình biết. Bây giờ mình biết cái mình có ngộ rồi chứ, phải không? Có ngộ gần về cái ngộ đó nó còn nhẹ, nó còn yếu, hoặc là ngộ qua lời nói, hoặc là ngộ do tâm chỉ nghĩa, cái chưa thực ngộ. Nếu mình thực ngộ mình thấy được cái đó không giờ phút nãy thì đó là mình đã giải ngộ, thực tình là mình giải ngộ. Giải ngộ là nhận ra được cái đó là có ngộ rồi, nhưng mà ngộ đó mà chưa xong thành mình mới gọi là giải ngộ. Thì như vậy đó, người tu là có ngộ được cái đó. Cho nên nói tới cái mê cái ngộ, người khi người ta cứ nói cả ngày liền người mê ngộ mà không biết mê ngộ là mê cái gì, ngộ cái gì. Thì giờ ví dụ thế, chúng ta ngộ, có nhiều người nói mình ngộ rồi thì cái thế gian cái gì cũng biết hết á. Đó cho nên bây giờ không dám nói mình ngộ, phải không? Tưởng là mình ngộ rồi phải biết hết cái gì hỏi rồi biết, rồi có thành thông dự dẫn bây giờ chưa có như đó là sao dám nói ngộ. Nhưng sự thật ngộ là nhận ra được cái mình quên thể kia, đó là ngộ rồi. Nhưng mà nhận được nó mình chưa có xong, mình phải trở về nó cho được, sống nó lâu ngày trời tháng thình tịnh rồi thì tình đó nó mới có dị dụng của nó. Thì như vậy cái ngộ mà tới cái khi khởi dị dụng thì cái đó mới hoàn toàn ngộ.
cái ngộ đó gọi là chứng ngộ. Còn giờ mình mới nhận ra được cái đó để trở về nó thì gọi là giải ngộ. Thì như vậy ngộ là ngộ cái mình quên chứ không có gì lạ hết á. Chứ không có phải ngộ cái gì ở bên ngoài. Mình nhiều khi mắc kẹt cứ nói ngộ, ngộ cái gì bên ngoài. Nghe ai nói ngộ cái đang cái này kia là ví dụ. Hỏi thử coi, ông hiểu không? Ông hiểu nó mới ngộ chứ. Cái này không biết gì hết làm sao nó ngộ được. Chứ mà không ngờ, chính ngộ là ngộ cái gì của mình mất quên. Cái gì mình nghe đó. Thì quý vị thấy nói cái chữ đơn giản đó đã chỉ cho mình thấy rõ cái ý nghĩa mê ngộ rồi. Có người người tánh kiến biết tâm không vô, tức là như trên cái mê ngộ. Cái người tánh kiến, người tánh kiến là biết cái tâm không vô, không vô tức là vẫn không, thì tức là chưa trên cái mê ngộ. Tại sao nói cái người tánh kiến là biết tâm vẫn không? Bởi vì nếu mà mình có nhận ra được cái thể thanh tịnh ở tâm thì cái vọng tưởng đó có cái nào thiệt đâu, phải không? Vọng tưởng không tự tánh thì không vọng không là cái gì. Cho nên biết tâm vọng không tức là biết vọng tưởng nó là hư, là vọng không thiệt. Thì người như vậy đó là vượt trên mê ngộ rồi. Không có mê ngộ mới gọi là chánh giải chánh kiến, không còn mắc kẹt trong cái mê cái ngộ đó nữa, mới gọi là chánh giải chánh kiến. Bởi vì còn quên và còn nhớ thì cái nhớ và quên ấy cũng chưa có phải thiệt là bình tĩnh như chưa. Còn nhớ là bình tĩnh thì không còn nhớ không còn quên nữa. Sách không có tự sách, do tâm cho nên có sách. Tâm không có tự tâm, do sắc cho nên có tâm. Thế nên biết tâm sắc hai tướng đều có sanh diệt. Nói cái câu này quá là cô động rồi, đọc nghe không thế nào mà hiểu cách dễ dàng. Tại sao nói sắc không tự sắc, do tâm cho nên gọi là sắc. Tâm không tự tâm, do sắc cho nên gọi là tâm. Thì bây giờ tại sao chúng ta phân biệt sắc? Tại vì muốn làm cái mà có hình tướng, hình tướng mà không hiểu biết thì gọi đó là sắc, phải không? Còn có hiểu biết thì không hình tướng gọi là tâm. Đó. Thì như vậy nguyên cái không hình thức mà hiểu biết, cho nên nói cái hình thức mà không hiểu biết là sắc, phải không? Cũng như nguyên cái sắc, cái hình tướng mà không hiểu biết đó gọi là sắc, cho nên nói cái không hình tướng mà hiểu biết gọi là tâm, phải không? Thì như vậy cái này là đối cái kia mà lập, cái kia đối cái này mà thành, thì hai cái đều là pháp đối đãi. Thì như vậy sắc là đối với tâm, tâm là đối với sắc, chứ không có gì khác. Như vậy cho nên biết cả tâm cả sắc hai tướng đều là có thánh nghĩa, nó đối đãi chính là thánh nghĩa. Chỉ có tức là có đối với không, chỉ không là không đối với có. Có là đối với không, còn không là đối với có, ấy gọi là trên kiến. Nếu là biết có đối với không, không đối có, sắc đối với tâm, tâm đối sắc, thì như vậy phàm cái gì đối đãi đều là pháp sanh diệt. Mà biết đối đãi là pháp sanh diệt, cho nên không mắc kẹt ở trong cái đối đãi đó, thì người đó mới gọi là người thấy đúng đắn chân thật. Đó mới gọi là cái thấy đúng đắn chân thật. Phàm chân kiến đó là không có chỗ thấy, cũng không có cái chỗ, cũng không có cái không cái chỗ chẳng thấy, cũng không có cái chỗ thấy. Nói cái chữ này nghe nó hơi khó hiểu. Nói rằng cái người mà chân kiến là sao? Là không có chỗ chẳng thấy, cũng không có cái chỗ thấy. Thấy đầy khắp người phương,
chưa từng có thấy. Thấy đời sống người thương chưa từng có thấy, thì cái đó tôi ví dụ quá nhiều rồi, phải không? Đó, đó là trên tiếng là cái thấy cùng hết mà không thiếu một vào một sự một vật nào. Đó, thì như vậy thấy cùng khắp hết, cho nên là không có chỗ nào chẳng thấy, mà không có chỗ thấy là người không thiếu một vào một vật một người, cho nên là không có cái chỗ thấy. Do không có chỗ thấy cho nên thấy khắp mười phương, mà thấy khắp mười phương cho nên chưa từng có thấy. Thấy khắp mười phương cho nên chưa từng có thấy. Vì thế sao? Vì không có chỗ thấy, thấy không gì, thấy không thấy, thấy gì thấy chẳng phải thấy. Thì những gì thấy, thấy cái chữ này nó nhưng mà biết lỗ tai, phải không? Ở gì thế sao? Ở gì thế sao mà nó thấy người chưa mà chưa từng có thấy? Nó rằng gì không chỗ thấy, bởi vì không thấy một điểm duyên cho nên gọi là không chỗ thấy. Đó, không thấy một điểm duyên cho nên không chỗ thấy, vậy nên chưa từng thấy. Rồi vì không có, vì thấy cái không thấy, vì thấy cái không thấy, vì thấy cái không thấy, vì thấy cái chẳng phải thấy. Tại sao thấy cái không thấy? Cái không thấy làm sao thấy được? Cho thấy mình không thấy làm sao thấy được? Bởi vì chúng ta nhớ rõ cái chỗ mà nói tới cái bản tâm thanh tịnh, cái đó không phải là cái vật bị thấy, phải không? Nếu như là vật bị thấy thì có hay thấy là mình, mà cái tâm thanh tịnh ấy là vật bị thấy rồi, phải không? Như vậy cho nên nói là thấy cái không thấy, thấy được cái nhận ra cái đó, mà cái đó là chính cái không phải là cái bị thấy. Cái không thấy là chính là không phải là cái bị thấy. Thấy cái không phải thấy, như mình nhận ra được cái đó, cái đó không phải là cái để cho mình thấy được. Vì nó không có tướng, không có trạng, làm sao mình thấy? Vì vậy cho nên thấy chứ không phải thấy, không phải thấy được. Thì như vậy nói cho dễ nhận là cái chỗ này tổ muốn chỉ thẳng rằng nói cái chân tướng là cái thấy được bản tâm thanh tịnh. Cái bản tâm thanh tịnh ấy không phải là vật bị thấy, cho nên mới gọi là thấy cái bản tâm thanh tịnh. Phàm phu mà thấy được đó, có cái chỗ thấy đó, đều gọi là vọng tưởng nha. Phàm phu mà còn có chỗ thấy thì đều gọi là vọng tưởng. Nếu mà bất diệt thì không có chỗ thấy, mới gọi là chân tướng đó. Đó là phàm phu mà còn có chỗ thấy, tức là còn có vọng tưởng dấy lên, còn có thấy cái này nghĩ cái kia thì gọi là còn có chỗ thấy. Mà còn có chỗ thấy thì cái đó là chưa phải thánh giả. Còn bây giờ lặng lẽ không còn có chỗ thấy nữa thì cái đó mới gọi là cái chân kiến và thánh giả. Tâm cảnh đối đãi nhau thấy tâm ở trong ấy, cái tâm và cảnh nha, cái đối đãi nhau ở tâm đó không có cái thấy, cái thấy không thanh trong đó. Nếu tâm chẳng thể tâm thì ngài chẳng thấm cảnh, cho nên tâm cảnh đều tận mới gọi là chân kiến. Nghĩa là sở dĩ mình thấy, nói là tôi thấy cái đồng hồ, là tâm tôi giới nguyện nghĩ cái đồng hồ, rồi con mắt tôi nhìn cái đồng hồ gọi là thấy đồng hồ. Còn bây giờ tôi không có nghĩ nguyện nhìn cái đồng hồ hết, tôi nhìn ra tôi thấy mà như không thấy. Vì vậy cho nên nó là tâm cảnh nó đều tận, mà tâm cảnh tận cái đó mới gọi là chân kiến. Khi mà khởi cái hiểu này mới gọi là chánh kiến. Hiểu được như vậy mới gọi là chánh kiến. Chẳng thấy tất cả pháp mới gọi là được đạo. Tức là không có mắc kẹt, không thấy mà tức là không mắc kẹt. Còn để tâm duyên theo tất cả pháp thì mới gọi là được đạo.
chẳng hiểu tất cả pháp, nói gọi là hiểu pháp. Chẳng hiểu tất cả pháp nói gọi là hiểu pháp, tức là chẳng hiểu, chẳng tính, chẳng suy dường tất cả pháp, thì như vậy mình mới thấy được pháp tánh, thì như vậy mới gọi là hiểu pháp. Người thế tha, người thấy cần chẳng thấy đều là chẳng thấy, người thấy cần chẳng thấy đều là chẳng thấy. Bởi vì nếu mà có cái thấy và có cái chẳng thấy thì hai cái đó đều là đối đãi, mà còn đối đãi thì đều nằm ở trong cái chẳng thấy hết. Hiểu cùng chẳng hiểu đều là chẳng hiểu. Còn có cái hiểu và không hiểu thì hai cái đó cũng chưa phải là hiểu hết. Thấy không thấy mà thấy đó, thấy cái không thấy đó mới gọi là cái chân tướng. Hiểu cái không hiểu mới gọi là cái chân hiểu, cái chân giải. Thấy cái không thấy mới gọi là thấy cái chân tướng. Hiểu cái không hiểu mới gọi là cái chân giải. Thì như vậy cái chân tướng và chân giải này tướng cái gì, giải cái gì? Tướng được pháp tánh, đó là chân tướng. Thấy cái không thấy thì pháp tánh không hình tướng, mà mình thấy được cái đó mới gọi là chân tướng. Và hiểu cái không hiểu, cái chân tánh của mình nó không có suy tính, cho nên gọi là không hiểu. Không hiểu mà mình nhận ra được cái đó, mình nhận được cái đó mới gọi là chân giải. Hiểu được cái đó mới là chân giải. Thì tới cái chỗ này quý vị dò coi, hình như là cái câu này ông bỏ phàm chân tướng đó chẳng phải thẳng thấy ở nơi thấy, tỉnh mới là thấy ở nơi chẳng thấy. Thế đó có không? Chân giải đó là chẳng phải thẳng nơi giải, thẳng thực giải nơi giải, mà tỉnh là giải nơi bất giải đó. Thì đây là giải thích lại cái chân tướng là chân giải. Ở chân tướng là cái gì? Chân tướng là không phải trực tướng nơi tướng, tức là không phải thấy thẳng nơi cái thấy, cũng là thấy nơi cái chẳng thấy. Thường thường là thấy trực tướng là thấy thẳng, thẳng nơi sự, nơi vật bên ngoài gọi là trực tướng. Trực tướng thì cái đó, cái chân tướng thì nó không phải là cái trực tướng nơi tướng, tức là không phải thấy nơi cái thấy, cũng là thấy cái chẳng thấy. Còn chân giả cũng vậy, chẳng phải hiểu ngay cái hiểu, mà cũng là hiểu ngay cái chẳng hiểu. Thì như vậy là lặp lại cái ý đoạn trước, chân kiến và chân giả đó, nghĩa là phải thấy được cái chân tánh mới gọi là chân kiến. Phải nhận được cái chân tánh, mà chân tánh là cái không phải suy lường, không phải là cái hiểu, mà nhận được cái đó mới gọi là hiểu, thật hiểu. Phàm có cái chỗ giải đều gọi là bất giải. Phàm có cái chỗ giải đó, phàm không có chỗ giải đó mới gọi là chân giải. Nếu mà còn cái chỗ hiểu, tức là còn hiểu và duyên theo cảm thì gọi là cái chỗ hiểu, thì cái hiểu đó gọi là không hiểu. Còn không có hiểu, tức là không có cái tâm duyên cảm, thì cái hiểu đó mới thật là cái hiểu chân thật. Giải cùng với bất giải đều là không phải giải. Nếu mà còn thấy có cái hiểu và cái không hiểu đối đãi thì như vậy cũng đều nằm trong cái chưa hiểu hết. Kinh nói rằng chẳng bỏ trí huệ gọi là ngu si, do tâm lấy tâm làm không, hiểu cùng không hiểu đều là chân. Do lấy tâm làm có, hiểu cùng không hiểu đều là vọng. Cái chỗ này là cái chỗ ngài kết thúc cho mình thấy rõ cái ý của ngài. Nói rằng, kinh nói rằng không bỏ trí huệ gọi là ngu si. Tại sao không bỏ trí huệ gọi là ngu si? Nếu không bỏ trí huệ là ta hằng có trí huệ chứ, mà lại gọi là ngu. Bởi vì chúng ta quen ra miệng đây là ngu, đây là trí, bỏ ngu để cầu trí, mà còn cầu trí tức là
cũng còn ngu, phải không? Cho nên á, bỏ ngu và cầu trí thì cái trí này cũng còn ngu. Thì biết trí và ngu là hai cái đối đãi không thiệt, thì cái đó mới thiệt là trí. Trí đó mới là cái trí chân thật. À, vì vậy mà nói là bỏ cái chẳng bỏ trí huệ gọi đó là ngu. Do tâm là không á, giải cùng không giải đều là chân. Đó. Nếu mà biết cái tâm hy vọng nó là không á, thì hiểu cùng không hiểu gì cũng là trên hết. Còn nếu cho cái tâm hy vọng nó là có, thì hiểu cùng không hiểu đều là hy vọng hết. Những cái vọng tưởng tới đây người ta nói là thiệt có, thì giờ mà hiểu tới trời đi nữa cũng là hiểu trong cái hy vọng nữa, phải không? Còn nếu mà biết cái tâm mình dưới miệng suy nghĩ nó là không á, thì hiểu và không hiểu đều là trên, chứ không có gì lạ. Đó, nói như vậy tức là ngài tóm chết cho mình thấy cái quan trọng là biết cái tâm đó là có hay là cái tâm đó là không. Nếu thấy tâm đó là có thì đều nằm ở trong cái kẹt. Vì vậy cho nên tôi thường nói rằng về cho mình học tới cái nào đi nữa mà còn cho những cái hiểu những cái biết là thiệt thì đều là chưa hiểu, phải không? Còn mình nghiên cứu không học gì hết mà biết bao nhiêu cái vọng tưởng nó là không thiệt thì mình sẽ biết hết. Cái đó là cái then chốt của sự học đó. Mà người đời thì bây giờ chỉ tham học để biết, học để nuôi dưỡng những cái vọng tưởng mà không biết trở về cái không vọng tưởng. Nếu khi hiểu thì pháp theo người, nếu khi chẳng hiểu thì người theo pháp. Thì câu này hôm qua chúng ta có học rồi. Nếu pháp theo người thì khi pháp